Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị và các bạn trong cái video lần này. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này, em giới thiệu một combo mà ta này dùng đến bắt neo. Combo loa ngang mọi người nhé. Combo này có thể thay thế cho những chiếc loa BMB 450, 455, hoặc những loa một bát hai tép của California hay loa Lalomax đều thay được mọi người nhé. Đây là em dùng một đôi, đây là bắt neo 25, neo BM 25. Đây ạ. Đây bắt neo BM 25. Đây là hàng BM tốt mọi người nhé, có tiếng trên thị trường này. BM anh em biết này. Đây là bôi dùng bát là bát neo BM 25. Và tiếp theo là em dùng đến tép của BMB, tép tròn 10cm, hàng China loại 1. Tiếp theo em dùng đến một trong những con phân tần rất đình đám của KTV 211, bản đỏ ớt. Và trong cái video này em cũng báo giá luôn, bát neo 25 BM 25 từ côn của nó lên tới 75 mọi người nhé. Côn 75 đấy ạ. Côn 75, giá 2,4 triệu một cặp. Giá 2,4 triệu một cặp bát neo này. Và tép là 300 một cặp. Phân tần KTV 211. Phân tần KTV 1 giá 400.000 đồng một đôi. Và nếu anh em mua trọn bộ combo thì được em hàn dây miễn phí tặng cho mọi người. Và tất cả anh em mua thì combo này thì cộng thêm 100 tiền vận chuyển nữa. Có nghĩa là 2,4 triệu cộng với 600.000 tiền tép là đi 3 triệu cộng với 400 tiền phân tần là 3,4 triệu. 3,5 triệu được bao ship mọi người nhé. Đây là dùng bát neo, anh em lưu ý hồi điều đó. Và bây giờ em sẽ bật đoạn nhạc mạng để anh em nghe luôn. Mới test qua đoạn nhạc mạng, anh em nghe và đánh giá chất lượng của nó. Cặp này được em phối cho một anh thì rất là hay.
nên là em làm video để em quảng bá rộng rãi hơn cho mọi người có nhu cầu mua. Và bà con có nhu cầu mua bộ này xin gọi trực tiếp cho em theo số tại 0904 612323. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Huấn Audio.